Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Chiều 29 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó Tổng Giám đốc, con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra bước đầu, từ đầu năm 2020, bà Hòa cùng con gái do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên đã vay nợ hơn 300 tỷ, trong đó tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng, tiền lãi 200 tỷ. Đến năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương, khi đó là tổng giám đốc, nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần. Các bị can đã đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng, chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần. Đồng thời, nhóm này còn sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư. Để thu hút nhiều người đầu tư, Nguyễn Thị Lan Hương đã xây dựng đội ngũ sale, nhân viên tư vấn, bán hàng, kêu gọi đầu tư và chính sách trả thưởng hoa hồng phần trăm trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính có sản lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, gửi tiết kiệm. Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh, hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm. Đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư. Công an xác định, từ tháng 10-2020 đến tháng 3-2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua hơn 1.000 hợp đồng, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng giá trị trên hợp đồng đến công ty Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 đến 30% cho các sale, số còn lại Linh Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho bà Hòa, Thùy Linh, các mối cho vay do Lan Hương mang về. Đến thời điểm hiện tại, công ty Sen Tài Thu không còn khả năng thanh toán. Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các nghi phạm liên quan. Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức huy động vốn, trả lãi cao. Công an đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ về các doanh nghiệp, dự án trước khi đầu tư, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Xoay quanh vụ việc trên, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Là cơ sở chăm sóc sức khỏe nổi tiếng ở Hà Nội, Sen Tài Thu được biết đến với các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Hiện, doanh nghiệp phát triển theo mô hình nhượng quyền với 6 chi nhánh tại Hà Nội, 4 chi nhánh tại các tỉnh thành khác. Ngày 29 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sen Tài Thu và hai con gái là Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Tổng Giám đốc Sen Tài Thu, vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, các bị can trên biết việc công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật. Theo điều tra ban đầu, có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư đã được huy động. Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 đến 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng. Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng khác liên quan. Hiện Sen Tài Thu có 10 chi nhánh tại Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Đà Nẵng với 1.000 nhân sự. Sen Tài Thu cũng phát triển mảng nhận quyền thương mại. Theo giới thiệu, công ty cổ phần Sen Tài Thu Việt Nam tiền thân là Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sen Tài Thu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, được thành lập năm 1992. Sau đó, một số cơ sở Sen Tài Thu ra đời, nhưng phải đến cuối tháng 12 năm 2018, pháp nhân đáng chú ý nhất là công ty cổ phần Sen Group Wellness Việt Nam được thành lập, với số vốn điều lệ ban đầu là 31,98 tỷ đồng. Có 3 cổ đông sáng lập, gồm bà Lê Thị Hồng, sở hữu 19,325%, bà Phạm Thị Hòa, sở hữu 62,289%, và ông Ngô Quang Vinh, sở hữu 18,386%. Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Sen Group Wellness Việt Nam thời điểm đó là bà Nguyễn Thị Thùy Linh,
con gái bà Phạm Thị Hòa. Cuối năm 2020, Sen Group Wellness Việt Nam chính thức đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật của công ty thời điểm này vẫn là bà Nguyễn Thị Thùy Linh. Bà Linh đồng thời cũng là tổng giám đốc của doanh nghiệp này. Đáng chú ý, cùng thời điểm này vốn điều lệ của Sen Tài Thu đồng thời tăng mạnh từ 31,98 tỷ đồng lên 160,35 tỷ đồng. Đến tháng 3 năm 2021, người đại diện theo pháp luật của Sen Tài Thu chuyển từ bà Nguyễn Thị Thùy Linh sang bà Phạm Thị Hòa. Cuối năm 2022, đầu năm 2023, Sen Tài Thu một lần nữa thay đổi đăng ký kinh doanh, người đại diện pháp luật chuyển từ bà Phạm Thị Hòa sang tổng giám đốc Trần Tuấn Anh. Ông Tuấn Anh hiện còn là đại diện pháp luật của công ty cổ phần thí nghiệm và xây dựng Thăng Long, công ty cổ phần Anytime Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Auto Trần Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn ẩm thực và dịch vụ Trần Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Thường Xuân. Theo thông tin trên website chính thức, hiện nay Sen Tài Thu có 6 chi nhánh tại Hà Nội, 4 chi nhánh tại các tỉnh thành khác và đang phát triển mô hình nhượng quyền. Riêng cơ sở Sen 1992 là pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn chăm sóc sức khỏe Hương Sen, địa chỉ tại tầng 11-12, tòa nhà Bệnh viện Châm cứu Trung ương, 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội và do bà Phạm Thị Hòa là người đại diện pháp luật. Ngoài ra, Sen Tài Thu còn mảng dược phẩm với pháp nhân hoạt động là công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Sen Tài Thu. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Duy, sinh năm 1995. Ông này còn là đại diện pháp luật của công ty cổ phần trị liệu Sen Á Đông, công ty cổ phần Senta. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các lãnh đạo công ty bất động sản khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Hàng vạn nhà đầu tư đã tin tưởng vào những chiêu trò và lời hứa hẹn chắc nịch của CEO bất động sản Nhật Nam, Vũ Thị Thúy. Theo đó, công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam được thành lập từ năm 2017. Người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thúy. Nhật Nam sở hữu số vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn đã lên đến hơn 800 tỷ. Công ty Nhật Nam được giới thiệu sở hữu khối tài sản đa dạng ngành nghề như nhà hàng, khách sạn, karaoke, chuỗi cà phê cao cấp. Trong đó bất động sản vẫn là chủ lực. Công ty này có nhiều chi nhánh trải khắp cả nước như Hà Nội, Phú Quốc, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bình Phước. Công ty bất động sản Nhật Nam đã huy động vốn của nhà đầu tư bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Không những vậy, nếu người dân bỏ vào công ty Nhật Nam số tiền 4 tỷ đồng sẽ lập tức được cấp sổ cổ đông và trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi tháng, ngoài lợi nhuận 46% một năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng một tháng. Ngoài hứa hẹn mức lãi suất cao, bất động sản Nhật Nam còn đưa ra nhiều chiêu trò khác để lấy niềm tin nhà đầu tư. Huy động vốn, Nhật Nam tặng cổ phiếu nội bộ cho các nhà đầu tư, gói 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu, gói 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu, với giá một cổ phiếu do Nhật Nam tự quy định là 16.000 đồng và cam kết 10 tháng sau, công ty sẽ mua lại với giá 20.000 đồng một cổ phiếu, hoặc hơn thế. Lợi nhuận khủng với vô số quyền lợi đã khiến Nhật Nam thu hút được hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người bỏ vốn vào từ khắp các tỉnh thành. Ngoài ra, Nhật Nam còn kinh doanh theo mô hình đa cấp để phát triển hệ thống với mô hình kim tự tháp. Cứ 5 môi giới, phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được doanh số trên 10 tỷ đồng thì hưởng 7% hoa hồng. Trong các buổi hội thảo, hội nghị, huy động vốn đông người, công ty bất động sản Nhật Nam đã liên tục giới thiệu, quảng cáo về sự xuất hiện của dàn cố vấn được cho là cán bộ có chức vụ đã nghỉ hưu để lấy niềm tin của các nhà đầu tư. Nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền, tôi đền. Gửi tiền vào Nhật Nam, tôi cam kết sẽ không bị mất. Từng khẳng định, cũng chính những lời hứa chắc nịch của CEO Vũ Thị Thúy khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục hy vọng và đổ tiền vào. Tuy nhiên, trong lúc các nhà đầu tư đang hăng say rót cả nghìn tỷ đồng vào làm giàu cùng Nhật Nam, bỗng dưng tháng 8 2022, công ty bất động sản Nhật Nam ra văn bản tạm dừng phân chia lợi nhuận 15 ngày để dành tiền, lấy thêm dự án đất nền và nhà chung cư. Tuy nhiên, từ khi phát hành văn bản trên thì qua một năm, công ty bất động sản Nhật Nam vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về việc tiếp tục trả tiền, khiến hàng loạt nhà đầu tư điêu đứng. Cuối năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được thành lập. Cuối tháng 2, 2023, công ty cổ phần Sông Đà Invest được thành lập. Cả hai doanh nghiệp này đều do bà Vũ Thị Thúy làm chủ tịch hội đồng quản trị và đặc biệt vẫn dùng một chiêu tái hồi, quảng cáo, mời chào các nhà đầu tư mới, tiếp tục bỏ vốn vào hợp tác kinh doanh. Với mức lợi nhuận 92% trên 2 năm, giống y như công ty bất động sản Nhật Nam, hàng ngàn người lại tiếp tục đổ vốn vào, mong sở hữu cổ phần, quỹ đất của công ty này.
Ngay sau khi thành lập công ty mới, công ty bất động sản Nhật Nam lại ra văn bản đề nghị các nhà đầu tư chuyển đổi hợp đồng đầu tư sang doanh nghiệp mới là Sông Đà Nhật Nam mới được thành lập. Những ai chuyển tiền sang Sông Đà Nhật Nam mới trả tiền. Nếu hợp đồng được chuyển đổi trước tháng 2 2023 thì tháng 6 2023 sẽ được nhận lợi nhuận và đến tháng 9 là nhận hoàn gốc. Thế nhưng, nhiều nhà đầu tư sau khi đã chuyển đổi hợp đồng xong đến nay vẫn chưa nhận được một đồng nào. Điều này dẫn đến việc đầu tháng 8 2023, hàng trăm nhà đầu tư cầm biểu ngữ phản đối, yêu cầu Nhật Nam phải trả tiền tại trụ sở và văn phòng đại diện của công ty tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói, trong báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thấp và không nộp đồng thuế nào. Như vậy, số tiền của Nhật Nam đã đi đâu? Mới đây, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định thông báo về việc công ty Nhật Nam đã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và quyết định phong tỏa hóa đơn và mã số thuế của doanh nghiệp này. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.